Quý vị và các bạn thân mến, trên thế giới có rất nhiều chương trình nghiên cứu để phát triển trí não con người. Bởi theo nhiều báo cáo của các nhà khoa học, bộ não có tiềm năng rất lớn, nhưng con người mới chỉ sử dụng 5 đến 10% chức năng. Điều này có nghĩa 90 đến 95% chức năng của bộ não vẫn chưa được sử dụng. Chính vì vậy mà cách đây 18 năm, có một chương trình giáo dục đã ra đời tại Malaysia với sự đầu tư khám phá và phát triển của giáo sư Dino Wang nhằm phát triển tối đa tư duy của trẻ chỉ bằng một dụng cụ đặc biệt vô cùng đơn giản và hiệu quả. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Benny Wang, một chuyên gia giáo dục người Malaysia và đồng thời cũng là người đã mang chương trình giáo dục quốc tế này đến với Việt Nam. Xin chào các bạn. Tôi tên là Bernard Wang, hiện đang là giám đốc điều hành của UCMAS Việt Nam. Đến từ đất nước Malaysia và ở lại Việt Nam đến nay được gần 4 năm, ông Bernard Wang đã dần quen với văn hóa cũng như nếp sống của người Việt. Công việc hàng ngày của ông tại trung tâm UCMAS Việt Nam là xem các video, quay lại các buổi học trên lớp. Và dựa trên nền móng là chương trình quốc tế, ông cũng tiếp tục tìm những phương pháp giảng dạy mới phù hợp với trẻ em Việt Nam. Bởi UCMAS là một chương trình giáo dục đặc biệt, không phải là giáo dục văn hóa như tại các bậc học phổ thông, cũng không phải dạy ngôn ngữ, mà đây là một chương trình nhằm giáo dục và phát triển trí tuệ trẻ em. Vì thế, phương pháp giảng dạy và đội ngũ giáo viên là cực kỳ quan trọng trong chương trình này. Gặp gỡ, trao đổi với giáo viên là công việc mà ông Bernard Wang thường xuyên làm hàng ngày. Chính điều này đã tạo nên một không khí làm việc ấm cúng và thân mật. Ông Wang thì cũng là một người mà đã tham gia vào UCMAS rất là lâu rồi, gia đình UCMAS rất là lâu khi từ hồi ông còn bên Malaysia. Vì vậy ông hiểu rất là rõ. Thế trong những cái ngày đầu tiên chúng tôi thực hiện chương trình thì quả thực là chúng tôi gặp rất nhiều những cái khó khăn bởi vì mình chưa có kinh nghiệm, mình chưa hiểu biết rõ về chương trình. Thì có ông ở đây cũng hỗ trợ thì tôi luôn luôn cảm thấy là vững tin bởi vì là có một cái người ta đã từng trải, đã từng hiểu biết về chương trình UCMAS và thực sự là ông ấy hỗ trợ rất là thật lòng và hết sức đối với cả tất cả những cái khó khăn chúng tôi trải qua, những cái lời động viên những lúc mà chúng tôi khó khăn nhất. Thế rồi là cái sự tận tình của ông đối với cả học sinh, đối với cả phụ huynh, rồi cái sự thân thiện gần gũi của ông đối với ông thuộc tên học sinh này, thuộc tên bố mẹ học sinh này, rồi là gần gũi như vậy thì thực sự là chúng tôi cũng ngoài cái sự thành công trong cái công việc ra, chúng tôi cũng cảm thấy là chúng tôi có một sự ấm áp trong cái tình cảm giữa tuy là khác nước, khác ngôn ngữ, thế nhưng mà cùng một cái lòng yêu mến đối với trẻ con và cùng một cái yêu mến đối với cả một cái sự nghiệp giáo dục. Bác Hoang là một giám đốc rất là đặc biệt, một người giám đốc mà chúng tôi luôn luôn coi như là một người cha trong gia đình. Bác luôn luôn quan tâm đến tất cả mọi người trong công ty, dù là họ là ốm đau hay là bệnh tật thì luôn luôn được bác hỏi thăm và quan tâm rất là cặn kẽ. Và bác cũng rất là quan tâm đến cái chất lượng về chuyên mặt chuyên môn của các giáo viên. Bác luôn luôn là đi kiểm tra, đi giờ xem xét các giáo viên và luôn luôn đóng góp tất cả những cái ý kiến mà bác thấy rằng là rất hợp lý. Nhìn cách ứng xử với nhân viên như thế này, khó có thể nhận ra ông Bernard Wang đang là giám đốc điều hành của cả một trung tâm giáo dục. Vậy điều gì đã khiến ông mang một chương trình giáo dục quốc tế đến với trẻ em Việt Nam và điều gì níu chân ông ở lại đây? Tôi là một người cha và tôi có 4 đứa con, cả 4 đều học UCMAS.
Và tôi thấy rất rõ những lợi ích mà USMAS đem lại cho các con của tôi. Khi tôi đến Việt Nam khoảng 14-15 năm trước, ấn tượng đầu tiên của tôi là tôi thấy có rất nhiều người, có rất nhiều trường học, nhiều trẻ em. Và tôi thấy rằng các em nhỏ rất thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu của tôi là tại sao tôi không mang chương trình USMAS đến với Việt Nam để giúp các em phát triển trí tuệ và nâng cao sức sáng tạo trong suy nghĩ của các em. Hai năm trước, tôi gặp một số người bạn và cùng nhau lập nên một trung tâm giáo dục USMAS tại Việt Nam. Theo tôi, giáo dục là nền tảng quan trọng nhất với trẻ em ngày nay. Vì thế, chúng ta, những bậc cha mẹ, phải chuẩn bị cho trẻ để đạt được thành công về sau, ngay từ bậc mầm non đến cấp 1, cấp 2, cho đến hệ đại học sau này. Bên cạnh đó, sự phát triển trí tuệ của trẻ là không tưởng nổi. Hệ thống giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho thế hệ trẻ thành công trong tương lai. Và USMAS là câu trả lời. Chúng tôi có chương trình để phát triển trí não con người, phát triển trí tuệ cho trẻ nhỏ. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây. USMAS là một tổ chức toàn cầu có văn phòng chính thức tại Kuala Lumpur và các văn phòng chi nhánh ở trên 40 nước. Hiện tại đang hợp tác cùng các học viện bán tính và số học trí tuệ Malaysia và tổ chức Zuwan của Trung Quốc. USMAS cũng là tên của chương trình số học trí tuệ dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi thông qua việc sử dụng bán tính số học của người Trung Quốc. Chúng ta đều biết rằng bộ não của con người được chia làm bán cầu não trái và bán cầu não phải. Các nghiên cứu về thần kinh chỉ ra rằng hình dạng của hai bán cầu là giống nhau nhưng chức năng thì lại khác nhau. Bán cầu não trái có quan hệ với khả năng ngôn ngữ và các hoạt động suy nghĩ. Đồng thời là các chức năng ngôn ngữ, suy nghĩ trừu tượng và suy nghĩ logic. Bán cầu não phải có khả năng về suy nghĩ vật thể như hình ảnh, hình dạng, có chức năng nhận biết hình mẫu, cảm nhận hình dạng, suy nghĩ sáng tạo và trực giác. Khi trẻ bắt đầu với hoạt động điều khiển các hạt bàn tính bằng hai tay sẽ kích thích sự phát triển của toàn bộ bộ não. Điều này cũng làm cho thị giác, thính giác, xúc giác và tất cả các cơ bắp hoạt động cùng lúc và hài hòa. Nhờ đó mà bán cầu não phải và trái của bộ não được sử dụng liên tục và chúng sẽ kiểm tra hoạt động của hai tay cùng lúc. Hoạt động của tay phải sẽ phát triển chức năng tính toán và tư duy logic của não trái. Hoạt động của tay trái sẽ phát triển chức năng tưởng tượng và sáng tạo của não phải. Chính vì thế mà toàn bộ bộ não của trẻ được phát triển một cách tối đa. USMAS dạy cho các em nhỏ phương pháp sử dụng bàn tính với các con số cùng các phép cộng, trừ, nhân, chia. Ở một trình độ cao hơn, khi được luyện tập, các em nhỏ sẽ bỏ dần bàn tính, sử dụng bàn tính tưởng tượng trong não, hình dung các hạt tính chuyển động và cho ra kết quả của phép tính cộng, trừ, nhân, chia nhanh hơn cả khi sử dụng bàn tính và đặc biệt là nhanh hơn so với bấm máy tính. Thời gian đầu mới đến Việt Nam thì chúng tôi có một số khó khăn. Rất nhiều phụ huynh thắc mắc không biết chúng tôi dạy gì và hiểu lầm là chúng tôi dạy toán hay số học. Sau đó chúng tôi giải thích là chúng tôi chỉ dùng số học như một công cụ để phát triển trí tuệ của trẻ em. Khi các em chơi với các con số và bàn tính sẽ phát triển khả năng tư duy của trẻ. Phụ huynh đã dần hiểu ra. Trải qua một thời gian thì phụ huynh đã thấy được những hiệu quả của chương trình giáo dục này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được các em học sinh chứng tỏ năng lực tính toán xuất sắc như thế nào. 53 cộng 40, 35, 52, 43, 74, bỏ. 297. Chính xác, 82 cộng 71, trừ 23, cộng
Và đây là một cuộc kiểm tra so sánh giữa một học sinh UCMass và một người bấm máy tính khi thực hiện các phép toán số học. Chuẩn bị 33 cộng 88 85 54 27 bỏ 287 chính xác. Chuẩn bị 85 trừ 15 cộng 84 30 trừ 45 bằng 139. 139 là kết quả chính xác. 31 cộng 45 77 73 83 69 bằng 378. Chính xác. Chuẩn bị 75 cộng 90 trừ 30 cộng 53 78 trừ 25 bằng 241. 241 là kết quả chính xác. Rồi, đồng hồ đang ở số 0. Chuẩn bị. Bắt đầu. Xong, 12 giây. Có 5 lợi ích với trẻ khi học UCMass: tập trung, ghi nhớ, quan sát, hình dung tưởng tượng và tính toán. Khả năng khó nhất đó là tập trung, mà hầu như trẻ em trên toàn thế giới đều cảm thấy rất khó khăn để có thể tập trung được. Đây cũng là điều khó khăn mà tôi nghĩ các bậc cha mẹ và cả giáo viên cũng phải đối mặt. Nhưng UCMass thì giúp được điều đó. Những kỹ năng này được luyện đi luyện lại với những bài tập UCMass, và khi học sinh học với bàn tính, hai tay phải gảy hạt tính, tai phải nghe cô giáo, trí não làm việc để tính toán. Khi giáo viên nói là chuẩn bị, thì các em không có thời gian để làm gì khác, vì tai phải nghe, trí não làm việc tức thì. Khi đó, tất cả kỹ năng sẽ phải phối hợp cùng nhau, độ tập trung của trẻ sẽ được nâng cao, tạo nên sức bền thần kinh và sức mạnh tư duy. Càng luyện tập thì các em càng có những kỹ năng tuyệt vời, khả năng tính toán không thể tưởng tượng nổi. Khi các em đạt được những trình độ cao hơn như thế, thì ngay cả khi bạn bật nhạc hay nói chuyện rất to ở bên ngoài, não bộ của trẻ đã được luyện tập nên vẫn có thể tập trung rất tốt. Ngay cả giáo viên của chúng tôi cũng được đào tạo tại Malaysia, và họ cũng phải đỗ những bài kiểm tra trình độ thì mới được đứng dậy các em. Chúng tôi là một tổ chức có hệ thống quốc tế, cho nên dù ở bất kỳ quốc gia nào thì tất cả giáo viên đều phải như thế. Bởi vì điều cuối cùng mà tôi và các bậc cha mẹ đều muốn đó là con cái của mình, các em nhỏ, đều trở nên tài giỏi trong tương lai. Tôi cũng muốn nói tới một điều khá là thú vị là chúng tôi có những cuộc thi lấy chứng chỉ quốc tế. Ở Việt Nam, có 92% các em đạt được chứng chỉ này, thậm chí là còn cao hơn cả UCMass của Mỹ. Không có gì là 100% cả, nhưng tỷ lệ 92% là rất cao, cao hơn nhiều những nước khác, thậm chí là còn cao hơn cả UCMass của Mỹ. Tôi dám nói là như thế. Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Minh Chí, Trần Thị Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh là năm giải tư mà Việt Nam đạt được trong kỳ thi UCMass quốc tế diễn ra vào tháng 11 năm 2010 vừa qua. Một cuộc thi quốc tế về khả năng tính toán, tốc độ và độ chính xác.
đây cũng là lần đầu tiên mà Việt Nam tham dự cuộc thi này. Mặc dù chỉ mới đạt được ở giải tư là cao nhất, nhưng thành tích đó cũng đã chứng tỏ sự phát triển tư duy của thế hệ mầm non Việt Nam thông qua chương trình giáo dục đào tạo số học trí tuệ. Đây cũng sẽ là nền tảng tốt để các em vững bước tiến những bước dài và xa trong tương lai. Chúng tôi rất mong muốn những tổ chức khác hãy phối hợp cùng với chúng tôi, cùng các chương trình khác hỗ trợ phát triển trí tuệ của trẻ em. Khả năng của các em còn là rất lớn, vì sau này các em sẽ là những nhà lãnh đạo quản lý tốt. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi rất mong muốn hợp tác với các tổ chức khác để cùng phát triển tài năng và trí tuệ trẻ em Việt Nam. Tương lai của các em là rất rộng mở. Cho tới tận bây giờ, giáo sư tiến sĩ Diana Wang vẫn tiếp tục sang Trung Quốc để nghiên cứu phát triển bộ môn này cao hơn nữa. Phát triển và nghiên cứu những phương pháp giảng dạy tốt hơn nữa để giảng dạy cho học sinh. Trong các lớp học QCMAS, các em nhỏ được học theo cách của mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Các em được phát biểu một cách thoải mái, nên không khí trong lớp học bao giờ cũng rất sôi nổi. Không hề căng thẳng, cho dù đây là những phép tính cộng trừ nhân chia cứng nhắc. Các em luôn tỏ ra hứng thú với những câu trả lời của mình và chờ đợi xem kết quả tính là đúng hay sai. Trước và sau mỗi giờ học ở Unimas, các em đều được múa hát cùng nhau để đầu óc được thoải mái hơn sau mỗi giờ lên lớp ở trường. Tại đây, các em được sống đúng với lứa tuổi của mình, được phát triển tối đa óc tư duy, sáng tạo, độ bền cũng như sức mạnh của trí não. Những tài năng tương lai của đất nước là đây. Ngày hôm nay tôi muốn gửi tặng tới tất cả các bạn một bài hát rất đặc biệt của Usmas. Tôi sẽ hát cùng với các em nhỏ và nhân viên của tôi giống như là một gia đình vậy. Một bài hát nói về sự phát triển trẻ nhỏ, nói về niềm vui, tương lai tươi sáng của các em. Development Academy. Strive to
Bài hát UCMAT, chúng ta ở trong một trường phát triển trí tuệ tốt nhất, phấn đấu để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai. Chúng ta học tập, chúng ta phục vụ, chúng ta trở nên xuất sắc. Xin chào UCMAT. Vì trẻ em đóng vai trò quan trọng nhất trong việc quyết định tương lai của một đất nước. Do vậy, việc đào tạo cho trẻ có thói quen suy nghĩ đúng đắn và vận dụng các kỹ năng là vô cùng quan trọng để giúp trẻ phát triển trong tương lai trong các lĩnh vực y học, công nghệ, lực lượng lao động, văn học, lịch sử, luật, thương mại, v.v. Thậm chí ở trình độ cao hơn như công nghệ thông tin và công nghệ khám phá vũ trụ. Tất cả những việc đó là kết quả của sự thông minh tuyệt vời và suy nghĩ logic. Dựa trên những thành quả đạt được, chúng ta có thể thấy một thực tế là nguyên lý toán học là gốc rễ của tất cả các ngành khoa học và tính toán là gốc rễ của tất cả các nguyên lý toán học. Để có một quốc gia vững mạnh, trước tiên chúng ta phải có những con người tài giỏi, và để có được những con người tài giỏi, họ cần phải được đào tạo một cách đúng đắn, nhằm mang lại lợi ích cho trẻ em trên toàn thế giới. Giáo sư tiến sĩ Dino Wong đã thành lập học viện của hệ thống số học trí tuệ theo tiêu chuẩn và quy ước chung trên toàn thế giới và lãnh đạo một nhóm các cộng sự xuất sắc. Họ xây dựng các hệ thống số học trí tuệ vô cùng vững mạnh tại Malaysia. 4 tiêu chí của học viện: chăm sóc, khuyến khích, lãnh đạo và giáo dục. UCMAT đã mở điều đại lý tại 40 quốc gia trên toàn thế giới và có trên 200 trung tâm giảng dạy tại Malaysia trong 16 năm hoạt động. Các đặc điểm của học viện UCMAT: học viện đào tạo số học trí tuệ quốc tế, kinh nghiệm giảng dạy trên 16 năm, đội ngũ giảng viên có trình độ giỏi, được ghi danh vào sổ thành tích Malaysia như: 1. Học viện số học trí tuệ đầu tiên đạt chứng chỉ ISO 9001:2000. 2. Học viện số học trí tuệ lớn nhất. 3. Nhà tổ chức cuộc thi số học trí tuệ lớn nhất. Bàn tính và số học trí tuệ UCMAT. Số học trí tuệ bàn tính UCMAT là một tiến trình giúp trẻ phát triển não trái và não phải. Tất cả trẻ em đều có một bộ não với tiềm năng vô tận, và tiềm năng này có thể được khai thác và phát triển thông qua đào tạo bằng bàn tính và số học trí tuệ, đặc biệt với não phải. Số học trí tuệ bàn tính là một kỹ năng sử dụng
bản tính bằng việc chạm đầu ngón tay để truyền từ hạt bản tính thành con số và để thực hiện tính toán cơ bản bằng các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Vì vậy, bước quan trọng đầu tiên của kỹ năng này là học cách sử dụng và thao tác với bản tính. Nghiên cứu y học chỉ ra rằng giai đoạn quan trọng nhất để phát triển bộ não của trẻ là từ 4 đến 12 tuổi. Và bộ não của trẻ 12 tuổi được phát triển đến 75% bộ não của người trưởng thành. Và giai đoạn phát triển mạnh nhất là từ 4 đến 8 tuổi. Nếu trẻ của chúng ta học bản tính và số học trí tuệ USIMAS vào lúc 4 tuổi, chúng sẽ bắt đầu học kỹ năng sử dụng và thao tác với bản tính bằng việc di chuyển hạt bản tính bằng chạm đầu ngón tay. Việc này sẽ giúp kích thích dây thần kinh kết nối cả não trái và não phải, do vậy làm tăng cường sự phát triển của bộ não. Humorous reports of neurological research show that. Giáo sư tiến sĩ Dino Wong phát biểu, rất nhiều nghiên cứu về thần kinh chỉ ra rằng việc chạm đầu ngón tay và hoạt động của tay chân làm tăng cường phát triển bộ não. Bởi vậy, các nhà giáo dục đương thời đều cho rằng chúng ta không nên hạn chế các hoạt động và vận động của trẻ. Hãy cho phép trẻ thoải mái vận động, trải nghiệm bất cứ cái gì, miễn là việc đó không nguy hiểm hay có hại. Một số người có suy nghĩ sai rằng bản tính và số học trí tuệ chỉ liên quan đến tốc độ tính toán số học. Ở đó, 10 chữ số hay thậm chí nhiều hơn có thể tính toán trong một thời gian rất ngắn. Thực tế thì, khi học bản tính và số học trí tuệ USIMAS, trẻ được trải qua một loạt các chương trình đào tạo có hệ thống qua việc chạm đầu ngón tay và sử dụng thao tác bản tính để đều đặn tăng cường phát triển tế bào não nhằm mục đích khai thác và phát triển tiềm năng vô tận của trí não bên trong. In order to unleash the endless potential within. Sử dụng và thao tác bản tính là bước đầu tiên của chương trình bản tính và số học trí tuệ USIMAS. Hạt bản tính là những vật thể hữu hình rất quan trọng để xây dựng khái niệm về các con số cho trẻ. Khi sử dụng và thao tác bản tính, trẻ sẽ học được khái niệm từ con số đến số lượng. Việc này rất quan trọng đối với sự thông minh về toán học và đặt nền móng vững chắc về toán học. Khi trẻ đã quen với các kỹ thuật sử dụng và thao tác bản tính, lúc này trẻ có thể bắt đầu học số học trí tuệ. Nói một cách ngắn gọn, số học trí tuệ là sự tưởng tượng thao tác bản tính bằng trí não mà không cần sử dụng bản tính thật. Đây là việc sử dụng tăng cường não phải của chúng ta trong việc tưởng tượng các vật thể di chuyển theo cách thức mong muốn và cụ thể. Bằng việc sử dụng một bản tính tưởng tượng, trẻ có thể chuyển thông tin về con số từ não trái, cả hình ảnh và âm thanh, thành hình ảnh bản tính hay là di chuyển hình ảnh hạt bản tính trong não phải. Câu trả lời có thể đạt được thông qua sự kết hợp của mắt, tai và não. Vì lý do này, sẽ có một sự cải thiện to lớn, kinh khủng về khả năng tính toán. Khi trẻ có thể tính toán dãy số có 10 chữ số và 10 dòng bằng phép tính cộng và trừ, hay làm phép tính nhân hoặc phép tính chia những con số lớn chỉ trong một vài giây, bạn không cần phải ngạc nhiên, bởi vì ngoài khả năng tính toán, trẻ còn đạt được sự cải thiện bên trong đối với sự tập trung, sự tưởng tượng, tốc độ, kỹ năng suy nghĩ, sự sáng tạo, trí nhớ và kỹ năng quan sát. Và những kỹ năng này sẽ giúp trẻ giải quyết các thách thức trong tương lai. Bản tính và số học trí tuệ USIMAS. USIMAS đã sản xuất ra một bộ hoàn chỉnh các tài liệu khoa học nhờ vào những đóng góp của đội ngũ nghiên cứu và phát triển tâm huyết năng động. Tài liệu khoa học có bìa in màu với nội dung thiết kế rất kỹ càng, được bảo vệ
theo luật bản quyền năm 1987. Để có được hiệu quả giảng dạy và học tập tối ưu, một khóa học số học trí tuệ cần 2 giờ một tuần trong thời gian 3 tháng. Có 4 bậc học mẫu giáo: KG1, KG2, KG3 và KG4. Bậc tiểu học có cơ bản, sơ cấp A, sơ cấp B, trung cấp A, trung cấp B, cao cấp A, cao cấp B, nâng cao, xuất sắc A, xuất sắc B. Giới thiệu bàn tính và số học trí tuệ UCMAS. Ông Dato Seri Najib, Bộ trưởng Giáo dục Malaysia, mời Học viện Số học trí tuệ UCMAS vào tháng 7 năm 1997 đến để trình diễn các kỹ năng về số học trí tuệ. Buổi trình diễn đã làm cho Ngài Bộ trưởng và các quan chức của Bộ hiểu hơn về logic và kỹ thuật giảng dạy số học trí tuệ. Trong những năm tiếp theo, UCMAS đã được Bộ Giáo dục giao trách nhiệm đào tạo giáo viên và giảng viên về việc giảng dạy số học trí tuệ. Ngày 3 tháng 5 năm 2001, cựu Thủ tướng Ngài Mahathir bin Mohamad mời ông Dino Wong và học sinh Malaysia gốc Ấn Độ, gốc Malay và gốc Trung Quốc đến văn phòng Bộ trưởng để giới thiệu và trình diễn về số học trí tuệ. Ngài Thủ tướng rất vui vì khả năng trình diễn của học sinh, đặc biệt là học sinh gốc Malay. Mạng lưới đại lý quốc tế UCMAS. Phản hồi đối với bản tính và số học trí tuệ là rất tốt và rất đáng khích lệ. Số lượng trung tâm giảng dạy và mầm non tham gia vào hệ thống đại lý của chúng tôi ngày một tăng trưởng nhanh chóng, thậm chí còn vượt quá cả sự mong đợi của chúng tôi. Chỉ trong vòng một vài năm, hệ thống giáo dục UCMAS đã được chuyển giao thành công sang các nước Brunei, Indonesia, New Zealand, Ấn Độ, Sri Lanka. Nepal, Kenya, Oman, các tiểu vương quốc Ả Rập, Qatar, Bahrain, Kuwait, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Yemen, Liban, Syria, Iran, Jordan, Canada, Mỹ và Anh Quốc. Có tổng số trên 2.000 trung tâm giảng dạy và UCMAS đã đào tạo thành công trên 10.000 giáo viên. Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống đại lý sẽ tiếp tục phát triển ở các nước khác và sẽ đạt được mục tiêu là 5.000 trung tâm giảng dạy. Các hoạt động thường niên của UCMAS: cuộc thi số học trí tuệ quốc gia và quốc tế thường niên được Học viện Số học trí tuệ UCMAS tổ chức là một trong những sự kiện chính trong lĩnh vực số học trí tuệ. Cuộc thi này đã thu hút gần 3.000 học sinh từ các nước trên thế giới đến đây để tranh tài vì niềm vinh dự cao quý của số học trí tuệ. Học viện Số học trí tuệ UCMAS
phối hợp với Hiệp hội Số học Trí tuệ Trung Quốc tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ cho học sinh quốc tế 2 lần một năm. Học sinh vượt qua kỳ thi sẽ được cấp chứng chỉ. Các hoạt động thường niên khác bao gồm lễ tốt nghiệp trình độ xuất sắc A và xuất sắc B. Thẻ UCMAT. Mỗi một học sinh số học trí tuệ của UCMAT sẽ được cấp một thẻ UCMAT card. Chỉ những học sinh có thẻ UCMAT mới được đăng ký kỳ tham gia kỳ thi lên cấp số học trí tuệ quốc tế. Phương tiện thông tin đại chúng về UCMAS. Từ năm 1993, UCMAS đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về thành tích lớn lao của mình bằng các ngôn ngữ. Một, kênh quốc gia RTM đưa tin về cuộc thi thường niên. Dato Sri Abdullah 说, 珠心算不是天生聪慧的学生, 才可以掌握. 2. NTV7. 3. TV3. Sekarang kita lihat Idin menyelesaikan soalan yang biasanya akan mengambil masa yang lebih daripada biasa, tetapi beliau dapat menyelesaikannya kurang dari 3 minit. UCMAT đã thiết lập một hệ thống đại lý bao gồm các trung tâm giảng dạy, cung cấp các khóa học cho học sinh, thanh niên và công chúng trên toàn thế giới. UCMAT cũng phấn đấu tiếp tục duy trì sự cải thiện liên tục về chất lượng. Chúng tôi sẽ luôn tâm niệm rằng chỉ có một thời thơ ấu trong đời. Vì vậy, chúng tôi sẽ không để cơ hội vàng này trôi qua. Hãy truy cập website của chúng tôi www.ucmat.com. Một đoạn video quay buổi lễ ra mắt của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn và Phát triển Giáo dục Quốc tế ngày 26 tháng 3 năm 2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế đã được VTV2 chiếu trong 3 ngày trên chương trình giáo dục. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình tạp chí giáo dục ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung chính như sau. Phần đầu là những thông tin hoạt động giáo dục. Phần vấn đề giáo dục sẽ chuyển đến quý vị và các bạn. Trước sự hiện diện của đại diện ngoại giao một số nước trong khu vực, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và đông đảo các phóng viên báo chí, chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây sau khi đọc rất nhanh một loạt các phép tính hoặc nhìn lướt qua các con số, một em nhỏ 8 tuổi đã có thể đọc ngay ra đáp số của hàng chục phép tính. Thời gian đó chưa đủ để một người trưởng thành bình thường bấm hết các con số vào máy tính. Đó là thành quả có được của chương trình đào tạo bản tính và số học trí tuệ của tập đoàn UCMAS Malaysia. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển giáo dục quốc tế IECC sẽ là đơn vị độc quyền được UCMAS cho phép mang chương trình giáo dục này vào Việt Nam. Sau khi được chứng kiến màn biểu diễn tính nhẩm nhanh của hai học sinh người Malaysia, mọi người đều hết sức thán phục. Đó là một cái mà giúp cho bọn mình cái sự tập trung này, kỹ năng này. Và tôi nghĩ rằng là bản thân mình nhìn thấy người ta trẻ con nó sử dụng cái máy tính mà mình dùng cái bàn phím mình tính được không nhanh bằng đứa trẻ đấy thì tôi thấy rất là bất ngờ và tôi nghĩ rằng là mình nên cho con vào. Chương trình này đã được triển khai ở trên 40 nước 15 năm nay, kể cả những nước có cái nền giáo dục rất tân tiến như là Canada, Mỹ,
và những nước trong khu vực châu Á thì rất nhiều nước đã được triển khai. Vì vậy mình nghĩ rằng là nếu đưa được vào Việt Nam, trẻ em Việt Nam sẽ được tiếp thu một cái chương trình sẽ bổ trợ tốt cho các em trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống, bởi vì tăng cái khả năng tập trung và khả năng nhớ. Còn cái khả năng làm toán chỉ là một trong những cái hệ quả của cái quá trình học tập. Chương trình này đối với học sinh tiểu học từ 6 đến 12 tuổi là tương đối là phù hợp. Với cái chương trình này, mục đích không phải chỉ là tính toán mà rèn cho các em có khả năng nhớ, rồi khả năng tư duy logic, thì tôi nghĩ là nó rất là tốt và giúp cho học sinh phát triển trí nhớ tốt. Mục đích của chương trình là đánh thức não trái và phải của trẻ, từ đó giúp trẻ phát huy được bản năng và tiềm năng sẵn có của con người. Với một cái bản tính, trẻ sử dụng các đầu ngón tay truyền hình ảnh thông tin tới bộ não, hình ảnh sẽ tác động vào bộ não. Qua đó, trẻ luôn có được sự tiếp nhận thông tin. Quá trình đó sẽ tạo ra cho trẻ kỹ năng, khả năng tính toán, khả năng nhớ cũng như trí tưởng tượng của trẻ rất phong phú. Trước khi đưa chương trình vào thì chúng tôi cũng đã có những cái tham quan, tìm hiểu rất là kỹ càng. Khi mà các cháu đã có một cái khả năng tư duy tốt, cái khả năng trí nhớ tốt, cái khả năng tập trung cao, thì trong các cái môn học hàng ngày thì các cháu đều đạt được cái kết quả tốt với một cái lượng sức và một cái thời gian bỏ ra nó nhẹ nhàng hơn. Qua một cái này nó như là một cái chương trình nền tảng trong vòng một thời gian đầu để tạo ra những cái kỹ năng và phục vụ cho cái việc học tập cũng như là phục vụ trong cái đời sống, cái phát triển trong nghề nghiệp của các cháu trong tương lai. Ông Chu mở đầu buổi trình diễn giới thiệu hai học sinh Usimat Malaysia 8 tuổi và 11 tuổi. Màn trình diễn với hai chữ số, năm hàng, phép tính, cộng và trừ. Cậu bé 8 tuổi đưa ra câu trả lời chính xác chỉ trong vòng 10 giây. Bài nói chuyện ngắn của ông Chu về cách não phải ghi nhận số hạt của bản tính, não trái tính kết quả bằng cách đồng thời sử dụng cả não trái và não phải và giúp học sinh đưa ra kết quả với tốc độ rất nhanh. 2 cộng 4 trừ 3 cộng 5. Khi bắt đầu đọc con số, ngay lập tức đứa trẻ hình dung ra ngay hình ảnh bản tính ở trong đầu. Và khi nó thực hiện phép tính cộng 4, đứa trẻ hình dung ra hình ảnh của cột bản tính ở bán cầu não phải. Từ đó kết quả hiện lên ở bán cầu não trái để trả lời. Minus 2 minus 318 minus. Okay. So stand here. Ready? 345 plus 712 913 minus 889 plus 913 837 minus 318 plus 912. That is 3425. 3425. Màn trình diễn tiếp theo do một cựu học sinh của Usimat biểu diễn phép tính cộng và trừ với các con số có 6 chữ số, 5 hàng. Câu trả lời chính xác được đưa ra trong vòng 20 giây. Sau các màn trình diễn của học sinh Malaysia và bài thuyết trình là thời gian khách mời đặt câu hỏi. Tất cả các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến buổi lễ ra mắt, các buổi trình diễn và việc triển khai chương trình số học trí tuệ Usimat vào Việt Nam đều được giám đốc marketing của Usimat, ông Chu, giải đáp một cách thỏa đáng. Buổi lễ kết thúc sau khi giáo sư tiến sĩ Dino Wang trao biểu tượng Usimat cho công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển giáo dục quốc tế, trở thành đại lý độc quyền tại Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Dino Wang, ông Bernard Wang và bà Châu tặng quà lưu niệm cho ông Eddie Iwan Mahmud, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Malaysia, giáo sư tiến sĩ Dino Wang, ông Bernard Wang và bà Châu tặng quà lưu niệm cho ông Tiến đến từ Sở Giáo dục Hà Nội.